Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Lao động và Xã hội của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thị trường lao động những tháng cuối năm đang sôi động hơn khi nhiều doanh nghiệp nỗ lực sản xuất, kinh doanh sau giai đoạn ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh COVID-19 và đang tuyển dụng thêm nhân sự. Thị trường lao động Việt Nam dần phục hồi, nhiều ngành nghề đang có tín hiệu tốt, các lĩnh vực ngành nghề bị đứt gãy hoạt động tạm thời, ngừng việc đã trở lại thị trường. Trong thời điểm này, thì các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước cũng tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để kết nối cung cầu lao động. Nghỉ việc ở công ty cũ được hơn 4 tháng, anh Nguyễn Vũ Trường tìm đến sàn giao dịch việc làm tỉnh Phú Thọ với mong muốn tìm được công việc phù hợp để được hưởng lương cố định và thưởng dịp lễ Tết. Thì trong thời gian thất nghiệp vừa qua thì em cũng không có việc làm, thì do là cũng giáp Tết rồi nên là hôm nay em mới quyết định là đến trung tâm dịch vụ việc làm để nộp hồ sơ xin việc. Em muốn công việc mức lương nó được khoảng từ 6 triệu trở lên. Trong bối cảnh dịch bệnh đang được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp không còn tình trạng cắt giảm lao động hàng loạt và các ngành sử dụng nhiều lao động như điện tử, cơ khí, may mặc đã có những đơn hàng mới nên đang tuyển tới cả nghìn lao động để phục vụ nhu cầu sản xuất, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Sau khi mà dịch Covid dần ổn định thì tình hình kinh tế cũng bắt đầu phát triển hơn, thì doanh nghiệp của chúng em cũng bắt đầu khôi phục lại cái tình trạng sản xuất thì đơn hàng cũng bắt đầu tăng cao hơn. Nên là trong tháng 10 và tháng 11, tháng 12 dương lịch năm 2020 này thì đơn hàng cũng tăng cao. Công ty em mở rộng thêm 2 dây chuyền sản xuất với lại số lượng khoảng 100 lao động. Và dự kiến là cái nhà máy mới của chúng em, nhà máy 3 sẽ phát triển vào năm sau, thì cũng dự tính là sẽ tuyển khoảng 500 đến 600 lao động. Đấy là nhà máy 3 thôi, còn về nhà máy 2 thì hiện tại cũng sẽ vẫn phát triển bình thường như bây giờ, thì là cũng số lượng cũng tương đối là nhiều. Từ đầu tháng 10 đến nay, số lượng công ty đăng ký tuyển dụng qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Phú Thọ tăng hơn so với những tháng đầu năm. Ngay tại sàn giao dịch việc làm hôm nay, có đến hơn 30 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hàng nghìn lao động. Thì với vai trò là Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Thương binh Xã hội, chúng tôi cũng bằng mọi hình thức để kết nối lao động mất việc làm và lao động chưa có việc làm đến với các doanh nghiệp, bằng các hội nghị, bằng các phiên giao dịch việc làm và bằng trực tiếp là tư vấn cho người lao động đến với trung tâm. Và đặc biệt là số lao động mà bị mất việc làm mà hưởng trợ cấp thất nghiệp thì chúng tôi cũng tư vấn các vị trí làm việc trống của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như là một số tỉnh lân cận, và người lao động cũng đã tiếp cận được công việc và ổn định hơn so với những tháng đầu năm của năm 2020. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng đang liên tiếp tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến và trực tiếp các ngày trong tuần để kết nối thị trường lao động. Trong quý 4 năm nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tăng hơn khoảng 20% so với quý trước. Bên đơn vị mình đang có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên kinh doanh và trưởng phòng kinh doanh. Cuối năm thì cũng có một số dự án mới nên cũng đang cần anh em về triển khai. Số lượng mình cần khoảng 20 người. Không chỉ có những vị trí việc làm cố định, cuối năm cũng là thời điểm công việc mùa vụ, bán thời gian được nhiều công ty tuyển dụng. Chị Nguyễn Thùy Linh hiện đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Với mong muốn đi tìm một công việc để có thu nhập trong thời điểm cuối năm, chị được giới thiệu nhiều công việc phù hợp với yêu cầu. Em có thấy được tin tuyển thời vụ của bên Bixi ạ. Ở trên Facebook thì em đến đây phỏng vấn. Thì em có phỏng vấn rồi thì cũng có một chút vấn đề về vấn đề là em chỉ làm được chuyên ca ấy ạ, thì em không thể xoay ca được. Nên là em vẫn đang xem xét lại để mà trao đổi lại với chị ấy sau. Dịp cuối năm này thì Bixi Thăng Long cũng như là các Bixi ở Hà Nội thì bên em nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là nhân viên thời vụ. Và như ở Bixi Thăng Long bên em là tuyển dụng hơn 200 bạn. Và chủ yếu là nhân viên bán hàng và nhân viên thu ngân phục vụ cho thời điểm Tết. So với thời gian trước thì thời điểm Tết này thì bên em cái nhu cầu tuyển dụng tăng hơn, bởi vì là phục vụ nhu cầu Tết của người dân, thành ra là nhân viên của bên em sẽ phải tăng hơn là ít nhất là gấp rưỡi. Cái số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia trong quý tư tăng lên rất là nhiều. Cả năm thì có thể là khi tổ chức phiên giao dịch việc làm năm nay thì tất nhiên mất khoảng độ từ tháng 2 đến tháng 5 là chúng ta đã dừng lại việc tổ chức phiên giao dịch việc làm. Nhưng riêng trong quý tư thì việc tổ chức phiên giao dịch việc làm thì số lượng đăng ký đã tham gia đã vượt lên 30-40%, có thời điểm 50% so với
tất cả những cái quý còn lại. Rồi nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cũng tăng lên rất nhiều. Thì cái này nó gắn liền với như với các doanh nghiệp tham gia đăng ký tuyển dụng. Và bên cạnh đó thì là chính là nguồn cung, tức là người lao động cũng đã sẵn sàng quay trở lại thị trường lao động và cũng đã tham gia tất cả các cái hoạt động giao dịch việc làm, số lượng cũng tăng lên tại tất cả các điểm và sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, xu hướng tuyển dụng trong quý 4 cũng như những tháng đầu năm tới vẫn tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực, đứng đầu là ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử. Tiếp theo, để phục vụ cho dịp Tết là nhóm làm việc bán thời gian. Và các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng hồi phục nhẹ trong dịp cuối năm nay là dịch vụ, ví dụ du lịch, lưu trú, khách sạn nhà hàng, công nghiệp chế biến, chế tạo nhẹ, hay là lĩnh vực logistics. Những mảng này đã từng rất ảnh hưởng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Mức lương cho lao động phụ thuộc vào từng vị trí việc làm và kinh nghiệm. Những lao động chưa có tay nghề, sinh viên mới ra trường hoặc làm công việc thời vụ, bán thời gian, mức thu nhập dao động từ 5 đến 7 triệu đồng. Còn mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng hướng tới các vị trí tuyển dụng yêu cầu chất lượng cao như kinh doanh, quản lý, giám sát, trưởng phó phòng có kinh nghiệm, chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc. Bên cạnh đó cũng có những mức thu nhập thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp trong quá trình phỏng vấn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của người lao động. Số lượng tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp cũng tăng lên và cái số lao động tìm việc cũng tăng lên. Cũng đã có những cái lĩnh vực ngành nghề hết sức cụ thể. Ví dụ như là bán hàng chẳng hạn, đấy là những cái mà phải nói là những cái vị trí tuyển dụng cũng tương đối nhiều. Rồi kể cả những hoạt và những cái lĩnh vực ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin như là giao công nghệ thông tin về mặt gọi là thương mại điện tử chẳng hạn, đấy thì cũng đã có xu hướng tăng lên để phục vụ cho khách hàng dịp Tết này của các doanh nghiệp. Rồi kể cả những cái công nghiệp nhẹ chế biến, rồi kể cả những lĩnh vực dệt may da giày cũng đã có những cái nhu cầu tuyển dụng. Rồi cả giao nhận, logistics cũng đã có cái xu hướng là quay trở lại tuyển dụng. Rồi thì chính việc đó thì cũng đã tạo lên một cái thị trường phải nói là cũng tương đối là sôi động hơn so với những cái quý trước đây. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 11 năm 2020, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, hơn 5.000 doanh nghiệp quay trở lại thị trường lao động. Bức tranh kinh tế Việt Nam đang dần sáng sủa hơn, đồng nghĩa thị trường lao động sẽ sôi động trở lại. Không chỉ tuyển dụng mới, các doanh nghiệp còn đang lên kế hoạch chi lương, thưởng Tết cho công nhân. Chúng ta đã trải qua một cái giai đoạn gần một năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID, giãn cách xã hội và đứt gãy chuỗi cung ứng, không có đơn đặt hàng. Ở trong Việt Nam thì chúng ta cơ bản khống chế được dịch tương đối tốt, thì tôi nghĩ là thị trường lao động nói chung sẽ có những tín hiệu rất là tốt trong những tháng tới và trong năm sau. Tuy nhiên, dù thị trường lao động có những điểm sáng nhưng vẫn trong bối cảnh chung dịch bệnh COVID-19 nên nhu cầu không thể bằng năm trước. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng vẫn còn hàng chục nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Nhiều chuyên gia lao động cho rằng cần có thêm những biện pháp hỗ trợ việc làm trong doanh nghiệp và giữ việc làm người lao động. Trong đó, phải xây dựng một hệ thống khai báo việc làm nhằm chủ động hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh để giữ việc làm. Trong chuyên mục Những điều cần biết hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên các tỉnh thành dịp cuối năm, cũng như những thông tin về lao động việc làm. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương cho biết, để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh trong dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 21.800 lao động, trong đó có hơn 14.000 lao động phổ thông. Các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao như chế biến gỗ, da giày, dệt may, điện, điện tử, hóa chất, chế biến thực phẩm, việc làm thời vụ. Ngoài lao động phổ thông chiếm hơn 85%, các doanh nghiệp cũng chú trọng vào các vị trí chuyên môn, kỹ thuật như kinh doanh, quản lý, văn phòng, kế toán, phiên dịch, cơ khí, điện công nghiệp, điện tử, vận hành máy. Để kết nối doanh nghiệp và người lao động, những tháng cuối năm, trung tâm sẽ thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm online, thông tin trên Facebook, các nhóm Zalo, đẩy mạnh liên kết lao động với các tỉnh bạn nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, việc làm của các doanh nghiệp, người lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, những tháng cuối năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tăng gấp đôi so với trước đây. Những sàn giao dịch việc làm trước thu hút khoảng 20 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng khoảng 800 đến 900 lao động.
những tháng cuối năm 2020, các sàn đều thu hút trên 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu tuyển từ 2.000 đến 4.000 lao động. Về cơ cấu lao động, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển trên 70% lao động phổ thông, còn lại là lao động có trình độ tay nghề và từ trung cấp đến đại học. Ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng chủ yếu là giày da, cơ khí, kỹ sư điện tử. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM, cơ hội việc làm của người lao động tại TP HCM dự báo sẽ đa dạng hơn. 3 tháng cuối năm sẽ có khoảng 62.000 đến 65.000 lao động được tuyển mới. Trong đó, nhu cầu nguồn nhân lực đã qua đào tạo chiếm hơn 85%. Da giày và may mặc là những ngành tuyển dụng lại nhiều nhất với số lượng từ 2.000 đến 5.000 công nhân. Những tháng cuối năm 2020, thị trường lao động tại vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều chuyển biến tích cực. Người lao động, đặc biệt lao động ngành may mặc và da giày, có nhiều cơ hội việc làm. Trong đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Cần Thơ đang tuyển khoảng 10.000 lao động, trong đó tuyển gấp từ 2.000 đến 3.000 lao động phổ thông trong các ngành giày da và thủy sản. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Long An đang tuyển dụng lao động với số lượng lớn. Các ngành nghề sản xuất đang cần nhiều lao động làm may, giày da, túi sách, nhựa. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, toàn thành phố Đà Nẵng đã có hơn 190.000 người lao động chịu tác động. Trong đó, hơn 20.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 70.120 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và 99.280 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm. Tuy nhiên, dù Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng đã liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tuần để kết nối doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động, thì các doanh nghiệp lại tìm không ra lao động. Sau thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng đã tổ chức được 2 phiên giao dịch việc làm với 110 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, gần 3.000 vị trí. Mặc dù mỗi phiên giao dịch việc làm có nhu cầu tuyển dụng đến 3.000 vị trí, nhưng chỉ có gần 150 người lao động đến tham gia tuyển dụng tìm việc. Nguyên nhân, theo lãnh đạo trung tâm, là do thời điểm này, số lao động ngoại tỉnh về quê tránh dịch chưa trở lại thành phố. Bên cạnh đó, tâm lý của người lao động trẻ hiện nay là thích làm công việc ngắn hạn để có thu nhập ngay, chứ không muốn gò bó về thời gian. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, mức sụt giảm thời giờ làm việc do khủng hoảng COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến 81 triệu việc làm ở châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc khủng hoảng đã và đang gây nên tác động sâu rộng, tình trạng thiếu việc làm ngày một gia tăng khi hàng triệu người lao động bị yêu cầu cắt giảm thời gian làm việc hoặc thậm chí là không làm giờ nào. Ước tính, thời giờ làm việc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã giảm 15,2% trong quý 2 và 10,7% trong quý 3 năm 2020 so với mức trước khủng hoảng. Tổn thất về thời giờ làm việc cũng bị ảnh hưởng bởi hàng triệu người rời bỏ lực lượng lao động hay rơi vào tình trạng thất nghiệp khi khu vực không tạo việc làm mới. Tổn thất về thời giờ làm việc cũng bị ảnh hưởng bởi hàng triệu người rời bỏ lực lượng lao động hay rơi vào tình trạng thất nghiệp khi khu vực không tạo được việc làm mới. Cũng theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng từ 4,4% năm 2019 lên mức 5,2% đến 5,7% trong năm 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lao động và Xã hội tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin gặp lại quý vị trong những chương trình này tuần sau.